Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh podcast và YouTube của You Speak English. Mình là Hiếu Ngô và đây là một trong những video thuộc chuỗi chương trình Stop Speaking Wrong English. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu khen cái gì đó tốt quá, hay quá, đẹp quá. Ở trong trường hợp ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với việc đó là các bạn thăm nhà một ai đó và khen nhà của người ta. Thường thì rất nhiều người sẽ nói câu đó là It's nice, khi hỏi về cảm nghĩ của bạn về ngôi nhà mới của họ, bạn sẽ trả lời là it's nice. Và khi bạn trả lời là it's nice thì đối phương sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng các bạn có biết không? Vì câu này nghe chẳng giống như một lời khen gì cả. Vậy nên nếu đối phương hỏi là do you like my new house? Với vẻ đầy kỳ vọng thì bạn nên trả lời theo những cách sau. Cách số 1, it's really nice. It's really nice. Thật là tuyệt, thật là đẹp. Chỉ cần thêm vào trạng từ really là bạn có thể tạo cho đối phương một cái cảm giác rất là chân thành và thật sự là khen ngợi. Hoặc là it's so spacious. It's so spacious. It's so spacious. Nếu bạn muốn khen nhà ai đó thật là rộng rãi, thoáng mát thì có thể dùng câu này. Nó có nghĩa là nhà anh trong rộng thế, với vẻ rất là ngưỡng mộ và người ta cũng sẽ rất thích. Hoặc cũng có thể sử dụng cách số 3. Did you decorate yourself? Did you decorate it yourself? Nếu muốn khen khiếu thẩm mỹ của chủ nhà trong việc chọn nội thất hoặc là trang trí thì bạn hãy dùng câu này. Nó có nghĩa là anh tự trang trí hết đấy à? Vừa khen ngợi ngôi nhà mà vừa tân bóc được chủ nhà ai nghe câu này cũng sẽ thấy rất là vui. Các bạn nếu thấy video của bọn mình hữu ích thì hãy nhớ ấn vào nút like cũng như subscribe kênh của bọn mình nếu các bạn là người mới đến kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.